sau Trương Tử Di, Củng Lợi xuất hiện thêm một mỹ nhân 23 tuổi được đạo diễn đình đám Trương Nghệ Mưu lăng xê. Sau Trương Tử Di, Củng Lợi, Châu Đông Vũ, Lưu Hạo Tồn là mỹ nhân trẻ tuổi được đạo diễn Trương Nghệ Mưu khen ngợi hết lời vì nhan sắc và khả năng diễn xuất đỉnh cao. Trương Nghệ Mưu được xem là một đạo diễn vĩ đại của nền điện ảnh Trung Quốc, đã làm nên vô số tác phẩm kinh điển. Ông không chỉ có tài đạo diễn mà còn có khả năng nhìn người, luôn có thể tìm thấy những viên ngọc quý chưa được mài giũa trong đám đông, đặc biệt là các nữ diễn viên như Củng Lợi, Trương Tử Di, Châu Đông Vũ. Hiện những nữ diễn viên này đã là những nữ hoàng điện ảnh tầm cỡ quốc tế. Mới đây, làng giải trí xứ Trung đã xuất hiện thêm một nhân tố mới. Được biết, viên ngọc này cũng là do đạo diễn tài ba phát hiện và lăng xê. Mỹ nhân Lưu Hạo Tồn, 23 tuổi, sở hữu vẻ đẹp tươi tắn, ngây thơ khiến ai cũng say mê và không quên khen ngợi tài nhìn người của đạo diễn họ Trương. Lưu Hạo Tồn sinh ra ở Cát Lâm, là học viên lớp múa và là sinh viên của Học viện Múa Bắc Kinh. Trương Nghệ Mưu thường đến trường để tìm ngọc thô và lựa ra những gương mặt sáng giá. Trong khi đó, ông đã nhìn đúng nữ diễn viên họ Lưu. Mỹ nhân họ Lưu đã ra mắt trong tác phẩm One Second của Trương Nghệ Mưu, sau đó hai người hợp tác trong Above the Cliff và Sniper. Như những gì đạo diễn mong đợi, Lưu Hạo Tồn đã thể hiện rất tốt khả năng diễn xuất của bản thân, thậm chí còn được người hâm mộ cho rằng cô chính là người thừa kế của Châu Đông Vũ, một ngôi sao thế hệ mới của Trung Quốc hiện tại. Lưu Hạo Tồn ra mắt chưa đầy 2 năm nhưng đã tham gia 3 bộ phim điện ảnh với quy mô sản xuất vô cùng lớn. Mức độ nổi tiếng của nữ diễn viên tăng vọt và nhanh chóng nổi tiếng, được sự săn đón của nhiều nhãn hàng thương hiệu lớn. Nữ diễn viên họ Lưu được đánh giá khá cao về ngoại hình, cô luôn tỏ ra khí chất khó cưỡng lại trong nhiều sự kiện. Đây được xem là vẻ đẹp hiếm hoi pha trộn giữa sự ngây thơ và khí chất trẻ trung bất phàm, nổi bật nhất trong thế hệ diễn viên trẻ hiện nay.